Hello, xin được kính chào quý cô chú anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà. Như chúng ta cũng đã theo dõi cái câu chuyện drama liên quan đến chị Nguyễn Phương Hằng cũng đã dậy sóng cộng đồng mạng trên một năm nay, có gì ha. Chúng ta coi như là tạm gác là cái câu chuyện mà liên quan đến 331, lời qua tiếng lợi. Cái việc đó thì cô chú anh chị cũng thấy rõ rồi, có lửa mới có khói. Hằng Ni cũng là một người khởi kiện bà Hằng. Sau đó thì cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xác định Hằng Ni cũng là một bị hại liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì cũng chính Hằng Ni là người coi như là có những cái hành động vi phạm pháp luật liên quan đến quỹ Hằng Hữu, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và cái vấn đề liên quan đến lời qua tiếng lợi, liên quan đến 331 đó cô chú anh chị. Sắp tới đây thì một khoảng thời gian cũng không lâu nữa, cái phiên tòa mà mọi người, rất là nhiều người mong đợi sẽ diễn ra. Thì bên cạnh đó, nói gì nói thì những cái lời lên tiếng, những cái vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra, nó mang một cái giá trị nhất định, làm thức tỉnh nhiều người, làm cho cộng đồng xã hội, người dân không còn bị ma mị, không còn bị mất tiền, không còn bị lừa bởi thần y lăng băm và những cái góc khuất liên quan đến từ thiện. Ít nhiều thì bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cũng có giá trị. Nếu không có giá trị thì làm sao có nghị định 93 ra đời. Ở trong cái nghị định 93 thì cái quy định cụ thể và rõ ràng nhất đó là quy định khi mà làm từ thiện, kêu gọi từ thiện thì phải công khai, sao kê minh bạch. Mà cái vấn đề mà như là sao kê công khai minh bạch đó, bà Nguyễn Phương Hằng là lên tiếng hầu như là lên tiếng coi như là mạnh mẽ nhất trong drama của chị ha. Và rất là nhiều vấn đề khác với những cái giá trị mà nhất định mà bà Nguyễn Phương Hằng đem lại cho cộng đồng và xã hội, thì không biết sao á, thì có những người mà bà Nguyễn Phương Hằng cũng không có đụng chạm gì tới, tuy nhiên thì họ lên coi như là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, xuyên tạc vu khống liên quan đến cá nhân, liên quan đến công ty Đại Nam, là liên quan đến quỹ Hằng Hữu luôn. Họ nói là quỹ Hằng Hữu là trốn thế, rồi nói là coi như là bà Hằng chỉ nổ thôi, có giúp được nhiều đâu. Thì giúp được nhiều thì xin mời cả nhà cùng nghe. Hôm nay thì coi như là rất là bất ngờ, cũng rất là đáng quý, là báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trên trang YouTube báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đó. Và cũng xin thông tin rõ cho cô chú anh chị cả nhà được biết luôn ha, là báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị ha. Thì mới đây thì trên trang YouTube báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có đưa một cái thông tin coi như là để đập thẳng vào mặt những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá liên quan đến quỹ Hằng Hữu có gì ha, những thành phần lương lẹo đó, mà cả nhà cùng nghe nha. Những thông tin cập nhật trên kênh YouTube báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 10 tháng 6, một nguồn tin tiết lộ các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thiện nguyện của quỹ từ thiện Hằng Hữu đã được gửi đến cơ quan chức năng. Bản sao kê tổng hợp của quỹ từ thiện Hằng Hữu thể hiện, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có 49 đơn vị, tổ chức đã được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Tài liệu sao kê chi phí tài chính làm công tác thiện nguyện của quỹ từ thiện Hằng Hữu đã được gửi tới các cơ quan luật pháp trước ngày xét xử. Đây là lần đầu tiên bản sao kê được công bố. Trong số các đơn vị được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ có 8 bệnh viện, Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân y 175 phối hợp với quỹ từ thiện Hằng Hữu thực hiện mổ tim, cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Mặt khác, quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng tài trợ nhiều tỷ đồng xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, tài trợ xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hai ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận, hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây Nam Bộ mùa hạn mặn. Trong cao điểm chống dịch COVID-19, quỹ từ thiện Hằng Hữu đã hỗ trợ hơn 215,2 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Đây là những cái thông tin mà cả nhà nghe trên trang báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin chính thống của anh chị ha. Một người bỏ ra hàng trăm tỷ đồng và cứu hàng ngàn sinh mạng của những đứa bé, có đáng được trân trọng, có đáng được bảo vệ hay không, hay là nhận được những cái lời xuyên tạc vu khống, những lời mà nhục mạ. Một cái người như vậy mà nhận những cái lời mà như thế này của một người cũng kiện bà Nguyễn Phương Hằng, phải chi những cái thông tin mà cô ta đưa ra có cơ sở, có thông tin đàng hoàng từ báo chí hoặc là cơ quan chức năng, đằng này là từ miệng của ta nói ra không. Mời cả nhà, cô chú anh chị nghe coi có lọt lỗ tai không ha. Đinh Lan khác để mà kịp thời để đưa lên. Ngày hôm nay Đinh Lan sẽ tống bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thì vào tù. Vợ của ông Dũng Lò Vôi hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100%
Đại Nam đã bàn giao dịch vụ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao dịch vụ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng, đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở chân thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hoàng Yên ở đó ha. Bây giờ toàn bộ ở cái khu mà Thủ Dầu Một Bình Dương, đất vàng Thủ Dầu Một Bình Dương cũng kiện tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lấy tiền của người ta đi ăn chơi, đi cho chai, cho đủ thứ hết. Bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng không bị tội tù chung thân, Đinh Lan đi đầu xuống đất nói tuyên bố thẳng luôn. Cả nhà cô chú anh chị nghe rõ không ạ? Người ta đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng, mới đây coi như báo chí bản sao kê của Quỹ Hằng Ngũ đã được nợ gửi đến cơ quan chức năng rồi, rõ ràng ha, hàng trăm tỷ đồng để giúp đời giúp người cứu người. Bây giờ coi như là cô này lên nói ha, nợ nần này kia, bạn gia chủ mới này kia, nếu mà có nợ, cô chú anh chị cả nhà nghĩ đi ha, nếu mà một người mà có nợ mà dám bỏ tiền ra để mà giúp đời giúp người như vậy, đáng trân trọng, đáng quý hay là đáng bị trù dập ha cô anh chị? Rồi nó nói coi như là lừa đảo, rồi lấy tiền đi ăn chơi cho trai này kia, những cái thông tin đó là liên quan gì đến bà, liên quan gì đến bà Đinh Lan, mà thông tin này mà lấy ở đâu? Tôi không thấy coi như là cơ quan chức năng hay là cơ quan báo chí nào công bố những thông tin như thế này. Chưa hết rồi cô anh chị ha, đây mời cả nhà cùng nghe tiếp ha. Cái clip này Đinh Lan 5 phút để kịp thời báo cho bà con cái âm mưu mà muốn lật đổ chính quyền Việt Nam của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch khu công ty cổ phần Đại Nam, khu du lịch Đại Nam. Bà Hằng đang chia cái nhóm YouTuber, có một nửa số YouTuber ở miền Bắc để đi làm từ thiện thực sự. Thực sự không phải là đi làm từ thiện gì đâu, mà đi tìm những cái thương bệnh binh mà phản đối những cái chính sách của đảng và nhà nước để quy tụ vào, để chở thuê hàng trăm người thương bệnh binh đó vào bên đây để kéo nhau đi tới nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển hay là Tấn Thành, những ai mà muốn tấn công thì tấn công để quậy phá, tại vì muốn mượn quân đội để mà trấn áp lại công an, tại vì công an với quân đội là hai lĩnh vực khác nhau. Quân đội thì bảo vệ cái miền biên cương tổ quốc, biên giới tổ quốc để cho tránh giặc ngoại xâm, còn công an là người nhiệm vụ là giữ trật tự trong an ninh trong quốc gia. Thì dân ở trong nội bộ mình có cái việc mà hòa bình thì ở bên ngoài mới hòa bình, cho nên bà Hằng bà đang chia nhỏ lực lượng của nhóm YouTuber. Một người âm thầm giúp đỡ cộng đồng xã hội cứu người từ năm 2014 tới nay, giúp đỡ đã hơn 700 tỷ đồng rồi, cứu sống hàng ngàn đứa bé bị bệnh tim não ung thủy rồi, mà bà lên nói là coi như là người ta là âm mưu chống phá lật đổ chính quyền. Vậy một người như thế nào người gọi là yêu quê hương đất nước, giống như Lan vậy hả? Giống như Lan vậy là yêu quê hương đất nước hả? Nặng lắm rồi hang Lan. Và hôm nay có những thông tin như thế này thì coi như là chuẩn bị chỉnh tề đi nha, đầu tóc gọn gàng nha, ăn gì nha, uống gì uống nha, làm gì làm đi nha, tiếp tục cố thủ đi chứ có chạy đâu được đâu mà không cố thủ ha. Rồi cô chú anh chị có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha. Cả nhà ủng hộ cho một like, một comment, và chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye Lan nghe.